Ơi, hello cả nhà Second Hand xin chào. Mọi người có nhận ra đây là cái thương hiệu gì không à? Mọi người, Land Rover, thương hiệu xe rất nổi tiếng ha. Trong cái lầu xe đợt này về mình có tuyển ra được một chiếc Land Rover, màu của nó là màu xanh lá cây nhưng mà xanh đen. Xe này thì nguyên zin, và anh em nhìn kỹ đi ha, xe đó là dáng xe rất là đẹp. Chung xe này thì dạng xe phố cho nên là cái cấu hình nó sẽ không có được chú trọng nhiều nha anh em, nó chỉ xài một dĩa thôi, một dĩa 7 lít hay gì đó. Để tí xíu mình coi, tại vì cũng chưa xem nữa. Xe vừa về lúc sáng nhưng mà do mình mới rửa xong, sẵn dịp đây mình lên xe luôn đó. Anh em nào thích thì alo cho Phúc ha. Những con xe này thì nó không có hoài đâu anh em, tức có nghĩa là lâu lâu mình mới được một con nha đó. Thì lâu lâu mới được một con, cho nên anh em nào thích chơi những cái dáng cổ điển như thế này thì alo cho Phúc sớm, tại vì những con xe này nó sẽ bay rất nhanh đó. Con này thì sườn nhôm hết anh em, dạng của nó là dạng 700c xe phố đó. Giờ xe này mình tập thể dục cũng được chứ không phải là không được, nhưng mà có điều cái là do nó có một dĩa cho nên là cái tốc độ của nó không có được tức có nghĩa là không có được tùy biến tốc độ nhiều như ba dĩa, thì cái chuyện đó là đương nhiên rồi ha. Con này thì dạng cà phê pháo rồi này kia, chạy vừa ha. Xe này thì chắc có thể là ai cũng đi được rồi, tại vì cái cốc yên của nó có thể nâng lên hạ xuống ha. Này thiết kế xe chung mà, chứ không có gọi là xe máy hết. Thì tính ra thì con xe này thì nó cũng không phải là quá cao mà không phải là quá thấp, nó dạng vừa ha. Đó. Rồi đi vô chi tiết coi. Quá đẹp cái màu ha anh em, màu xanh lá cây đậm. Đây Land Rover, đây Land Rover, đâu nữa ta, đây Land Rover, mà đây Land Rover ha. Ok, thì đây là một con xe nội địa Nhật nha anh em ha, đi tại thị trường Nhật nội địa, đây tem nội địa đây ha. Đó. Do con xe này thì dạng xe phố đi cà phê, tay lắc ha, chứ không phải là bấm xả ha anh em, cho nên là cái cấu hình của nó thì nằm ở Shimano Tuning ha anh em. Đây. Xe này thì nước sơn zin ha, nước sơn zin. Đây nó có chạy một số chỗ đây nè anh em ha. Đây nè, ha. Sườn nhôm ha, sườn nhôm kiếm thép. Đây, nó có chạy một xíu chỗ đây. Nhưng mà không sao, không quan trọng. Chỗ này mới đẹp nè, ha. Này đẹp lắm em, kim thép. Cái này là zin theo xe nha nè, này cái bàn thờ này zin theo xe nè. Bàn thờ này nếu mà gỡ ra là bán không là mấy trăm ngàn á, 400 ngàn hoặc là 500 luôn á. Ha, này là zin theo xe. Ha, ở bển về sao là để yên nguyên vậy. Đây, ta lắc. 6 tốc độ nha nè. Đó, 6 tốc độ. Cổ của nó là dạng cổ ngang ha, xe này chắc đi thoải mái nè. Tại vì mình thấy cái cổ của nó nè, nè thấy không? Xe này đi thoải mái. Em đang ngồi với tư thế là 1m73 ha, trên thẳng nè. Đó, trên thẳng ha. Đây. Trên thẳng. Nếu mà ai mà lùn thì mình hạ cái gốc yên xuống một tí không sao, chân xe này dạng resize. Đó, đồ đẹp còn ok, xe đẹp. Cổ ghi đông bô tăng nè, ghi đông gập gù nè, có thể nâng cao hạ thấp nè ha. Đó, nó
có chạy một số điểm nè em. Xe zin thì nó phải chịu vậy nha, nhưng mà không đáng kể so với cái nước sơn thì xe này thì còn rất là đẹp nè, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy không? Đây. Một chiếc duy nhất, không có chiếc thứ hai. Dán xe này là quá đẹp rồi, không có gì phải bàn cãi anh em. Đặc biệt là những con xe tay lắc như thế này mình cũng rất là thích xài nè, đi dễ, khỏi bấm xả. Bấm xả rồi này kia lu bu quá. Tay lắc vậy ok, khỏi phải nói nhiều. Lên xuống thì lắc cái tay cái xong rồi, còn kia phải bấm xả rồi này kia. Thích hợp với anh em mà đi chơi vòng vòng bán kính 10 mấy cây đổ lại, tại vì nó cũng có 8 tốc độ rồi ha. Màu xanh lá này phải nói nó pha quá đẹp anh em, nó sang. Xe này phải đi ra ngoài nắng mới đẹp, thấy không? Xanh lá quá đẹp. Biên xin nè, biên xin còn nè anh em, nè, nè, biên xin còn nè, thấy chưa? Đó, ok. Khách chờ thì alo cho Phúc ha, qua số điện thoại 089 883 1234 gặp Phúc, xe gần hàng xin chào. Hẹn em một clip kế tiếp, một con xe kế tiếp.